Đội Vũ Thành Quyên xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2020 dương lịch, thì chúng tôi lại tiếp tục tiếp đón đoàn khách ở trên thành phố Hà Nội về đặt hàng tại cơ sở Đội Vũ Thành Quyên chúng tôi. Chú Xuân ở thành phố Hà Nội về có vẻ đặt hàng tại cơ sở Đội Vũ Thành Quyên chúng tôi. Hiện tại thì cơ sở chúng tôi rất nhiều các mặt hàng, cũng như một đối đại tự và sọc thờ của họ gốm đá được rất nhiều khách ưa chuộng. Đây là trong quá trình làm nguội sọc thờ, khách có thể thấy được đây. Đây là phố đối bên ngoài đây. Đây sọc thờ tứ linh và hai điệu gốm đá gốm của họ. Bên trọng chúng tôi còn rất nhiều, thì chúng tôi cũng rất cảm ơn chú Xuân tại thành phố Hà Nội đã về trực tiếp cơ sở chúng tôi để nhờ chúng tôi tư vấn. Đấy, thì cảm ơn chú đã tin tưởng cơ sở chúng tôi và đến đặt hàng tại cơ sở chúng tôi. Rất là đẹp luôn nhá, tường đá màu rất đẹp, tường đá gỗ cũng có quá mặt đây. Mọi người có thể nhìn thấy được hàng rất trần trộn, tôi đã về trực tiếp đặt cơ sở chúng tôi. Thì quý khách hàng nào có nhu cầu thì có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua số điện thoại 0398949884, hoặc có thể đến gọi điện trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0398949884, địa chỉ là Ngày Mộc, khu công nghiệp La Xuyên Vàng, phố Sái Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Bên ngoài là xe ô tô của chú. Chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã xem video clip.